Chiều ngày 5 tháng 4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại nút giao Xuân La, Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cụ thể, khoảng 17 giờ, ông Hoàng Hồ Vĩnh, sinh năm 1960, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29A, chở vợ đi khám bệnh. Khi về đến khu vực trên thì tông liên hoàn vào khoảng 17 xe máy khiến nhiều người bị thương. Bước đầu chưa ghi nhận có người tử vong, nhưng có gần 20 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Sau cú va chạm, phần đầu xe ô tô hư hỏng nặng, nhiều phương tiện biến dạng, xe máy nằm la liệt. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến đường Võ Chí Công, đường Xuân La ùn tắc ở tất cả hướng di chuyển, bán kính khoảng 1,5 km. Theo lãnh đạo bệnh viện tim, cơ sở này đã tiếp nhận khoảng 20 nạn nhân vụ tai nạn. Sau khi sơ cấp cứu, các bệnh nhân đã được chuyển sang bệnh viện E để tiếp tục điều trị. Một em bé bị thương rất nặng đã được chuyển sang bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện bệnh viện tim điều trị cho 4 người, tình trạng ổn định. Tại hiện trường, tài xế Vĩnh run rẩy bước ra khỏi xe, bật khóc, được công an mời làm việc. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, kết quả kiểm tra cho thấy ông Vĩnh không sử dụng chất kích thích.